Ê, đi không giống không? Đi không giống với Long không? Đi em về. Kiên, đi không giống với Long không? Mà cái quần ngắn mà sao chụp được? Không được à? Không được, tại anh mặc điểm là dính được chai. Tại anh ai cho phép nữa, còn ngăn kết nữa rồi. Sao mà hát cơm xong rồi đi. Thôi cứ đi đi giờ là cứ ăn cơm lát no đi nhảy đi. Vô nhà hơi rồi bể bụng đi, sao đi đi mỗi tắm xong rồi đi 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 không đi đó dạ đi đàng hoàng dạ đi trước khi đi hát bài cậu ba nghe cái bài mới nãy đó rồi hát lại đi rừng thơm bãi vắng nước suối trong hầm thì cả trẻ ở che ngoắn ngâm mát đường em đi hôm qua em tới trường mẹ sắm tay từng bước ai đứng lên sân khấu khác rồi đứng sân khấu dạ phát tiếng chim ơi phát tiếng phát tiếng rồi lên sân khấu đi chú thương gần thân đôi bắn nước suối trong hầm hì cò sẽ ơ che nắng găm mát đường em thì hôm qua em tới trường mẹ sắn tay từng bước hôm nay mẹ đến nương một mình em tới lớp chim hạ cái gì kỳ vậy như đang hát mà làm gì vậy. Để xuống trong thầm thì nè sân khấu của con nhỏ nè đó nó đòi đứng lên sân khấu đó đó sân khấu của nó đó tiếp tục đi chứ em trẻ đi tiếp coi giáo em trẻ thầy em ha cắn thầy hướng đừng thơm đôi lắm nước chuối trong thầm thì cả sẽ ơi che nắng găm mát rồi em đi hôm qua em tới trường mẹ sắm tay từng bước cô sao em trẻ trẻ là tại em ha cấm thầy con đừng không đổi vắng nước suối trong mặt thì cả sẽ ơi che nắng găm mát rồi em đi.